Anh hùng Mễ Văn Đàn. Mễ Văn Đàn sinh năm 1931 ở xã Triệu Ẩu, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo có truyền thống cách mạng, cha làm thợ mỏ, mẹ mất sớm, tham gia hoạt động du kích từ ngày còn nhỏ tuổi. Năm 1948, anh xung phong vào bộ đội giữa lúc cuộc chiến tranh Đông Dương đang diễn ra quyết liệt. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân dân ta lúc bấy giờ đang ở giai đoạn quyết liệt. Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định mở chiến dịch Đông Xuân 1953-1954. Đơn vị hành quân đi chiến dịch, anh được phân công làm liên lạc tiểu đoàn. Một đại đội của tiểu đoàn được giao nhiệm vụ bao vây giữ Pháp ở Mường Bồn. Lúc đó, khi thấy lực lượng của Việt Minh ít, quân Pháp tập trung hai đại đội có phi pháo yểm trợ. Cuộc chiến đấu diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt. Quân Pháp liều chết xông lên, quân Việt Minh kiên quyết giữ trận địa. Nhận lệnh cho đại đội quyết tâm giữ Mường Bồn bằng bất cứ giá nào, tạo điều kiện các đơn vị khác triển khai lực lượng thực hiện các chủ trương của chiến dịch. Mặc dù Mễ Văn Đàn vừa đi công tác về, nhưng khi thấy chỉ huy thông báo anh đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ, anh vượt qua lưới đạn dày đặc của Pháp xuống truyền đạt mệnh lệnh cho đại đội kịp thời chính xác. Trận đấu càng ngày càng diễn ra ác liệt hơn, anh được lệnh ở lại đại đội để chiến đấu cùng đồng đội. Quân Pháp phản kích lần thứ ba, mở đường tiến, đại đội Việt Minh bị thương vong nhiều, chỉ còn 17 người, bản thân Mễ Văn Đàn cũng bị thương, nhưng anh vẫn tiếp tục chiến đấu. Một khẩu trung liên của đơn vị không bắn được vì xạ thủ hy sinh. Khẩu trung liên của Chu Văn Pù cũng không bắn được vì không có chỗ đặt súng. Trong tình thế hết sức khẩn trương, anh không ngần ngại chạy lại cầm hai chân khẩu súng trung liên đặt lên vai mình và hô đồng đội bắn. Pù còn do dự thì Mễ Văn Đàn nói, kẻ thù trước mắt, đồng chí có thương tôi thì bắn chết chúng nó đi. Trong lúc lấy thân mình làm giá súng, anh bị thêm hai vết thương nữa và hy sinh. Hai tay vẫn còn ghi chặt súng trên vai mình. Sự hy sinh của Mễ Văn Đàn đã trở thành tấm gương tiêu biểu trong quân đội nhân dân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Khi hy sinh, anh là tiểu đội phó, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đại hội mừng công của đơn vị, Mễ Văn Đàn được truy tặng danh hiệu Huân chương Chiến công hạng nhất và được bình bầu là chiến sĩ thi đua số 1 của tiểu đoàn. Ngày 31 tháng 8 năm 1955, Mễ Văn Đàn được Quốc hội nước Việt Nam truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công hạng nhì. Anh hùng Mễ Văn Đàn vẫn sống mãi trong lòng dân.